À, xin chào tất cả các bạn. Giống như cái tiêu đề đã nói đó là đây là một món đồ chơi trẻ em, đồ chơi dân gian của Trung Quốc. Nhưng thực sự là món đồ chơi này ngay cả người lớn cũng rất là khó có thể giải đáp được. Xin giới thiệu với các bạn đó là khóa khủng minh. Các bạn có thể nhìn trên màn hình đây là những cái khối khóa, những cái khối hình rất là đa dạng này, đúng không? Có những cái khối nhìn như là một cái quả cầu, đúng không? Có khối khóa nhìn như là quả cầu gai này, những cái thanh gỗ ghép với nhau này. Đấy, cái này thì tương đối khó, nhìn lại thấy nó phức tạp. Một cái quả, một cái khối khóa này, các bạn nhìn thấy là nó ghép với nhau vô cùng chắc chắn, và để mà mở được nó ra, ví dụ như cái quả cầu trái tim này, các bạn nhìn thấy cái cách chơi của nó là như thế nào, đó là các bạn mở được nó ra, nghĩa là tháo tung tất cả các cái khối gỗ thành các cái phần tách rời nhau. Các bạn nhìn thấy khối gỗ nếu các bạn cố tình giằng ra thì nó sẽ không thể nào ra được, không thể nào ra được, nó rất chắc. Chỉ có một điểm nào đó ở trên cái trò chơi này có thể phá được cái khối gỗ này ra. Đấy, đó là cái cách chơi của nó. Và sau khi phá xong thì các bạn cố gắng ghép nó vào. Phá xong có lẽ để mở được nó tương đối đơn giản, nhưng mà để ghép nó lại thì lại vô cùng phức tạp. Chúng ta phải có cái kiến thức về hình học một chút, tư duy về hình học một chút chúng ta mới có thể làm được. Nên chính vì thế thì có lẽ là mở ra thì dành cho trẻ em, nhưng lắp vào thì ngay cả người lớn cũng cảm thấy rất là khó khăn và vô cùng khó. Với cái những cái khối khóa như này thì thực sự là dành cho những cái người chơi có tính kiên trì này, khéo léo này, ngay cả bàn tay các bạn phải rất khéo léo, họ có thể lắp ráp nó vào được. Ngoài ra thì một cái tư duy về hình học, về phát triển trí não cho cả người lớn lẫn trẻ em vô cùng tốt. Và một cái lợi ích cuối cùng của nó đó chính là cái lợi ích về thư giãn, nó chắc chắn rồi, đúng không ạ? Hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái sản phẩm này, nếu như các bạn nào có mong muốn và cũng như muốn tự chinh phục mình, tự mong muốn mình có thể giải mã được những cái mối những cái khóa khủng minh này thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, để lại comment ở phía dưới, hoặc là các bạn liên hệ theo số điện thoại hoặc cái phần xem thêm. Link tất cả mọi thứ chúng tôi để ở phần xem thêm. Rất hy vọng là sẽ có nhiều bạn có thể phá được cái trò chơi này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.